Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Sau khi tìm thấy khủng long và ngưỡng mộ sự vĩ đại của những sinh vật đã tuyệt chủng cách đây hàng chục triệu năm này, một trong những ước mơ điên rồ nhất của con người chúng ta chính là đưa chúng trở lại từ cõi vĩnh hằng. Vâng, và chúng ta đã làm điều đó rất thành công trên phim ảnh, từ những con khủng long mô hình cứng đòi cho các bộ phim đen trắng cho đến cuộc cách mạng của Jurassic Park. Và gần đây nhất là những con khủng long sống động như thật, cho chúng ta cảm giác các cameraman đã du hành thời gian và mạo hiểm tính mạng của họ để quay hình khủng long cho chúng ta xem trong loạt phim tài liệu hành tinh thời tiền sử của Apple TV Plus vậy. Tuy nhiên, phim ảnh vẫn chỉ là phim ảnh, và với những người phát cuồng vì khủng long, tôi tin là họ dám đánh đổi một nửa gia sản hay thậm chí là vài năm tuổi thọ để được nhìn thấy những con khủng long cổ đại bằng xương bằng thịt. Cũng chẳng khác gì cách mà fan bóng đá muốn bắt tay Lionel Messi hay là Cristiano Ronaldo, hay fan của phần mềm diệt virus Nhật Bản muốn ôm Amy Fukada hay Yui Hatano vậy. Tin mù cho những người như thế là hầu hết những ý tưởng giả định về việc hồi sinh khủng long hiện nay đã được chứng minh là bất khả thi. Du hành thời gian về kỷ vấn trắng và bắt một con khủng long về nuôi ư? Quá xa vời. Dùng máu của muỗi trong hổ phách 66 triệu năm, trích xuất ADN của khủng long và dùng ma thuật di truyền học để tạo ra khủng long ư? Bất khả thi. Phải chăng hy vọng của chúng ta đã chấm hết? Nhưng đừng có vội buồn, bởi vào năm 2009 thì một nhà cổ sinh vật học đã đưa ra tuyên bố chấn động rằng ông sẽ tạo ra khủng long một kỹ thuật di truyền trong cuốn sách có nhan đề Làm thế nào để tạo ra một con khủng long, sự tuyệt chủng không nhất thiết là mãi mãi. Ông là ai? Và ông dự định làm thế nào để đưa khủng long trở lại? Ngày hôm nay hãy cùng Mê Khủng Long tìm hiểu về dự án điên rồ này các bạn nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trước tiên thì chúng ta hãy thử đi tìm hiểu câu hỏi liệu có phải bộ gen của khủng long đã biến mất mãi mãi hay không? Ngày nay chúng ta đã biết rằng hậu duệ trực tiếp của một nhóm khủng long chính là các loài chim, trong đó các loài gia cầm như gà. Nhưng liệu chim ngày nay giữ được bao nhiêu phần trăm bộ gen của những tổ tiên sống cách chúng hàng chục triệu năm trước? Và làm thế nào các nhà khoa học kiểm chứng được điều đó? Chính vì những câu hỏi này mà một số nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu bộ gen của các loài chim để tìm câu trả lời, và gà là một trong những đối tượng nghiên cứu phổ biến nhất của họ, đơn giản vì gà trên đời có rất nhiều mà lại rẻ nữa. Giả sử nghiên cứu không thành công thì cũng có thể chuyển đổi chức năng làm đồ ăn được. Ấy là tôi đùa thế thôi, chứ thực ra thế nào thì tôi cũng không biết đâu nha. Một trong những nhà khoa học nổi bật nhất theo hướng nghiên cứu này là Bart Angen Buller, phó giáo sư ngành khoa học trái đất và hành tinh, kiêm giám tuyển ngành cổ sinh học động vật có xương sống tại Đại học Yale, một trường đại học thuộc hàng top ở Mỹ. Ông có hai nghiên cứu đáng chú ý về chủ đề này. Nghiên cứu thứ nhất là khi ông cùng các cộng sự tạo ra những cái phôi gà có móm của khủng long vào năm 2015 với mục đích tìm hiểu xem móm của khủng long đã chuyển thành mỏ của chim như thế nào vào thời điểm 150 triệu năm trước. Về cơ bản thì sự hình thành mỏ của chim là do hai xương mảnh trước hàm, tiếng Anh gọi là premaxilla, thường thấy ở các loài bò sát và khủng long mọc dài ra, hợp lại thành một để tạo thành mỏ. Họ cho rằng móm của khủng long cũng giống như các loài bò sát khác, đã phát triển từ xương mảnh trước hàm theo cách tương tự, nhưng quá trình đó đã bị chỉnh sửa chỉ con đường tiến hóa của các loài chim để mỏ thay thế cho móm. Nhóm nghiên cứu của Bula đã phát hiện ra có hai protein sắp đặt sự hình thành của khuôn mặt, hoạt động của chúng tạo ra những khuôn mặt khác nhau ở phôi chim và phôi của bò sát. Vì vậy, các nhà khoa học đã tìm cách ức chế hoạt động của hai protein này ở hàng chục cái phôi gà đang phát triển nhưng không góp nở chúng. Kết quả là một số phôi, hai xương mảnh trước hàm của chúng ngắn hơn và không hợp nhất với nhau, khiến cho khuôn mặt của chúng khá giống với chim sơ khai như Archaeopteryx hay khủng long như Velociraptor. Vì những quả trứng này không được ấp nở, dù Bula rất tự tin vào khả năng sống sót của chúng, nên chúng ta không biết được những khuôn mặt đó sẽ trông như thế nào trong thực tế. Thế nhưng đây rõ ràng là một kết quả thú vị và mang lại nhiều gợi ý. Đến năm 2022, trong một nghiên cứu khác cũng của Buller, ông đã quan sát quá trình phát triển của phôi ở một số loài chim và nhận thấy dường như chúng đã trải qua một quá trình tiến hóa thu nhỏ thể hiện qua các đặc điểm của hông. Ban đầu thì hông của phôi chim chẳng giống của khủng long và cũng chẳng giống của chim, chúng giống như hông của những loài bò sát nguyên thủy. Tiếp theo, chúng bắt đầu trở nên giống với hông của khủng long, đầu tiên là của những loài bạo long như T-Rex, sau đó là hông của một con Velociraptor. Tất cả diễn ra chỉ trong vòng có vài ngày và sau đó, nó mới bắt đầu biến thành hông của chim, như Bula nói. Mỗi một con chim, trong giai đoạn đầu đời của mình đều có hình thái của khủng long. Sau đó, đến phút cuối, cứ như thể nó nhớ ra mình là chim và cần có xương chậu của chim vậy. Nghiên cứu này gợi ý rằng dù các nhà khoa học từng nghĩ các đặc điểm xương của khủng long đã biến mất hoàn toàn trên các sinh vật sống, nhưng thật ra bên trong quả trứng, những hình thái tưởng chừng như biến mất từ lâu vẫn âm thầm hiện diện. Như vậy, cả hai nghiên cứu của Bart và Jean Buller đã cho thấy rằng rất có thể những mã gen của khủng long vẫn chưa hoàn toàn biến mất,
Vậy liệu chúng ta có thể kích hoạt lại chúng để đưa khủng long trở lại hay không? Đó chính là mệnh đề mà Jack Horner, một nhà cổ sinh vật học người Mỹ kỳ cựu đã đặt ra. Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1946, Jack được mọi người biết đến nhờ vào việc mô tả và đặt tên cho một loài khủng long mới, đó là Maiasaura piposaurum vào giữa thập niên 1970. Đây là loài khủng long đầu tiên được phát hiện với những bằng chứng về việc chăm sóc con non của khủng long bố mẹ mà Mê Khủng Long TV cũng đã từng đề cập. Ông còn đặt tên cho một số loài khủng long khác và cũng có những loài khủng long được đặt theo tên ông để vinh danh như Achilosaurus horneri, Anastasisaurus horneri và Dasplitosaurus horneri. Horner còn nổi tiếng với các nghiên cứu về sự sinh trưởng của khủng long, đồng thời chính ông là một phần cảm hứng để tạo nên nhân vật tiến sĩ Alan Grant của Jurassic Park. Bản thân ông cũng là một cố vấn rất được đề cao của đạo diễn Steven Spielberg trong suốt quá trình làm phim. Với hơn 100 nghiên cứu đã được xuất bản cùng 8 cuốn sách về khủng long, rõ ràng Jack Horner là một chuyên gia hàng đầu thế giới về khủng long và những gì ông nói về khủng long chắc chắn có trọng lượng nhất định. Như đã đề cập thì vào năm 2009, Jack Horner chính là tác giả của cuốn sách Làm thế nào để tạo ra một con khủng long, sự tuyệt chủng không nhất thiết là mãi mãi. Trong cuốn sách này thì ông đã mô tả cách tạo ra một con khủng long thông qua tác động lên bộ gen của gà. Lúc này đây mới chỉ là ý tưởng về mặt lý thuyết. Nhưng đến năm 2011 thì Horner đã bắt đầu nghiêm túc hơn với nó khi chính thức theo đuổi dự án tạo ra một sinh vật như vậy và ông gọi nó là Chickenosaurus, ghép giữa chicken nghĩa là gà và saurus. Theo Horner, để tạo ra một con khủng long từ gà thì cần có 4 sự chỉnh sửa lớn. Thứ nhất là biến mỏ gà thành miệng và răng. Thứ hai là làm cho cái đuôi dài ra giống như đuôi của khủng long. Thứ ba và thứ tư là đảo ngược để biến đôi cánh của gà thành chi trước đầy đủ với cánh tay và bàn tay. Nghe thì có vẻ đơn giản đấy, nhưng thực tế thì lại cực kỳ phức tạp. Thậm chí là Horner còn so sánh tầm mức của dự án này với dự án đưa người lên mặt trăng của Mỹ, dù ông tin việc này hoàn toàn có thể thực hiện được. Như đã đề cập thì ngoài hoạt động của nhóm Jack Horner thì có những nghiên cứu độc lập của Bastian Buller tạo ra phôi gà có móng của khủng long hay các nhà di truyền ở Đại học Chile đã tạo ra phôi gà có chân giống khủng long. Điều này đã củng cố thêm niềm tin cho Jack Horner. Theo cập nhật gần nhất thì Jack Horner và nhóm của ông đang tìm cách tạo ra đuôi khủng long từ đuôi gà. Trong đó ông và các cộng sự sàng lọc các gen ngăn chặn sự phát triển của đuôi trong giai đoạn phôi. Nếu tìm đúng các gen này thì họ có thể tìm ra cách để kích hoạt lại sự hình thành đuôi khủng long trong phôi gà. Đương nhiên là một dự án như vậy cần chi phí rất lớn, nhưng Horner đã nhận được sự ủng hộ của một số mạnh thường quân máu mặt như George Lucas, nhà làm phim lừng danh đã tạo nên chiến tranh giữa các vì sao hay là Indiana Jones. Horner dự kiến là trong vòng 10 năm ông có thể đạt được mục đích của mình, tức là vào năm 2024, nghĩa là chỉ còn một năm nữa thôi các bạn ạ. Dự án của Horner sẽ thành công hay thất bại? Đó là điều mà chúng ta chưa thể chắc chắn 100% vào lúc này, nhưng đi cùng với nó là những hy vọng vượt ra ngoài ước mơ hồi sinh khủng long và cả những e ngại về mặt đạo đức sinh học. Theo một bài báo trên Washington Times vào năm 2015, nghiên cứu của Jack Horner có thể dẫn đến nhiều ứng dụng quan trọng trong y học. Chẳng hạn như nghiên cứu về đuôi có thể mở ra những cách trị liệu các rối loạn cột sống ở người. Trong khi đó, nghiên cứu về mô mesenchyme trong phôi gà có vai trò quan trọng trong sự phát triển của răng, có thể giúp con người tìm ra phương pháp điều trị các bệnh ung thư mô liên kết, gọi là sarcoma. Ngược lại, những người nghi ngại hệ quả của Chickenosaurus đặt ra câu hỏi rằng chúng ta sẽ làm gì với những con khủng long gà này, hay chính chúng sẽ làm gì với bản thân? Bart Ajan Bula, người đã tạo ra những cái phôi gà có móng của khủng long nhưng quyết định không ấp nổi chúng, từng nói: "Việc bạn thay đổi được một bộ phận của cơ thể không có nghĩa là con vật sẽ sử dụng được bộ phận đó hay sử dụng đúng cách. Bạn có thể cho con gà những cái ngón tay, nhưng nếu những cái ngón tay này không có đúng loại cơ cần thiết, hoặc hệ thần kinh và não bộ không được lập trình thích hợp để điều khiển một bàn tay có những ngón tay đặc biệt, bạn sẽ phải chỉnh sửa thêm rất nhiều thứ nữa." Để đáp lại thì Horner cho rằng việc tạo ra khủng long từ gà cũng không khác gì cách con người lai tạo những giống vật nuôi khác nhau để phục vụ cho mục đích của mình, chỉ đơn giản là quy mô về mặt thời gian lớn hơn nhiều. Trong một phát biểu có phần hơi điên rồ, Jack Horner đã nói: "Chúng ta có thể tạo ra một con khủng long gà, chúng ta cũng có thể tạo ra một con kỳ lân phát sáng. Về cơ bản chúng ta có thể tạo ra mọi thứ một khi đã hiểu về gen." Còn bạn, bạn nghĩ sao về dự án này và khả năng thành công của nó trong vòng một năm nữa? Hãy để lại bình luận bên dưới nha! Vừa rồi là toàn bộ nội dung của ngày hôm nay. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nhất nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.